Ngược dòng lịch sử, phần 23. Người ta thường biết đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như là một người anh hùng trong việc đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược. Thế nhưng ít ai biết được rằng, vào thời trai trẻ, chàng thanh niên Trần Quốc Tuấn với sự gan dạ và sốc nổi của mình đã thực hiện một phi vụ cướp dâu gây ra một vụ chấn động không kém trong lịch sử. Trần Quốc Tuấn là cháu trai của vua Trần Thái Tông, được sống trong cung từ nhỏ, lớn lên cùng với các con em hoàng tộc cùng trang lứa khác, và trong đó có Thiên Thành công chúa, tình yêu lớn nhất của đời ông. Công chúa Thiên Thành là con gái của vua Trần Thái Tông, sở hữu vẻ đẹp và khí độ của quý tộc thời Trần do được dạy bảo trong cung cấm từ thuở nhỏ. Trong suốt những năm tháng sinh sống nơi cung cấm cùng với nhau, tình cảm của công chúa và Trần Quốc Tuấn cứ thế lớn dần lên và quấn quýt không rời. Những tưởng đây là mối lương duyên trời ban, bởi nhà Trần cho phép con cháu nội tộc kết hôn nhằm duy trì quyền lực của dòng họ. Thế nhưng khi ấy, gia đình của Trần Quốc Tuấn không phải là một thế lực lớn trong triều, vì vậy nếu đem so sánh với lá ngọc cành vàng là công chúa Thiên Thành thì không hề môn đăng hộ đối. Vì vậy mà tới khi công chúa tới tuổi gả chồng, nhà vua đã xuống chỉ gả nàng cho con trai của Nhân Đạo Vương, một người có quyền lực lớn trong triều, phá tan giấc mộng đôi lứa của hai người. Sau đó, nhà vua đã ra lệnh mở hội kéo dài 7 ngày 7 đêm để ăn mừng hôn sự này và cho phép công chúa Thiên Thành về ở vương phủ của Nhân Đạo Vương chờ ngày làm lễ ăn hỏi. Vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, Trần Quốc Tuấn trằn trọc suốt đêm với tâm tư đau nhói, không thể chịu được cảnh người con gái mình yêu đi lấy người khác, nên ông đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. Đêm hôm đó, nhân lúc mọi người còn đang say mê với lễ hội, Trần Quốc Tuấn đã lẻn vào phủ Nhân Đạo Vương, mò mẫm trong đêm đen và tìm được chính xác phòng của công chúa. Lúc này, trái tim đau khổ của công chúa Thiên Thành đã sống lại lần nữa khi thấy người tình trong mộng xuất hiện trước mặt mình. Khi ấy, cả phủ Nhân Đạo Vương đang mải mê nâng chén mừng hôn sự mà chẳng biết rằng trong phòng của công chúa, đôi trẻ đang quấn quýt bên nhau. Tiếp theo, để tránh khỏi tai ương, Trần Quốc Tuấn đã đi tiếp một bước cờ rất cao minh, dồn chính nhà vua vào thế sự đã rồi. Ngay sau khi đột nhập thành công vào phòng của công chúa, việc đầu tiên Trần Quốc Tuấn làm là ra lệnh cho thị nữ của công chúa lập tức về cung phao tin với nhà vua rằng ông đã bị Nhân Đạo Vương bắt giữ vì lén tư thông với công chúa. Nếu vua Trần không cứu giúp thì e rằng ông sẽ bị giết. Vì là cháu trai của mình nên vua Trần không thể không cứu, nên đã lập tức sai người xông vào phủ Nhân Đạo Vương để áp giải, thực chất là hộ tống Trần Quốc Tuấn ra ngoài một cách an toàn. Tới lúc đó, cả phủ Nhân Đạo Vương mới ngỡ ngàng nhận ra Trần Quốc Tuấn đã vào phủ tư thông với công chúa Thiên Thành. Việc tư thông với nam tử khác ngay trong phủ sắp cưới là điều không thể chấp nhận được. Hôm sau, Trần Quốc Tuấn đã nhanh tay mang sính lễ đến hỏi cưới công chúa Thiên Thành. Trước thế sự đã rồi, Trần Thái Tông đành xuống chiếu gả Thiên Thành công chúa cho Trần Quốc Tuấn và cắt 2.000 khoảng ruộng tốt cho Nhân Đạo Vương để an ủi. Cuối cùng, Trần Quốc Tuấn bằng cả sự khôn ngoan và liều lĩnh của mình đã giành lấy được người con gái của đời mình. Sau này, hai vợ chồng Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa có cuộc sống rất hạnh phúc.